Hello, xin chào tất cả các bạn. Shop trang phục chú hề, trang phục biểu diễn xin kính chào quý vị. Chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều xô trậu. Đó, xin chúc các chú hề. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu với tất cả các bạn một đôi giày chú hề. Nó rất là chất các bạn ạ. Giày này mặc với cả bộ chú hề thì quá đẹp luôn các bạn ạ. Sẽ quay chi tiết cho các bác xem nhé. Đó, bạn có thể thấy đôi giày của chúng ta. Đôi này là free size nhé các bạn nhé. Chân to chân bé đều đi vừa hết. Đó, thiết kế rất ngầu các bạn ạ. Phần đầu, phần đầu rất là to, chất chú hề này. Họa tiết thì được máy lên rất là chắc chắn. Đó, phần riềng này, đế được khâu các bạn nhé. Đế được khâu rất tỉ mỉ, rất chắc chắn, không bao giờ sợ bung. Đó, đấy, các bạn thấy không, rất dày dặn. Đó, phần bên hông thì được vẽ những hình khuôn mặt rất là ngộ nghĩnh đáng yêu. Đó, các bạn có thể thấy chúng ta có dây buộc nhá. Đó, đây là các phần được máy lên rất chắc chắn. Đế cao su dày dặn, rất tuyệt vời. Với một đôi giày như này, các bạn có thể biểu diễn rất là tự tin tiết mục của mình. Quý vị có nhu cầu liên hệ với shop trang phục biểu diễn trang phục chú hề, số điện thoại ở trên màn hình 0968 646 698. Xin cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại.